Thực sự bất ngờ với con số ấn tượng mà VinFast đã công bố về danh sách bán hàng vừa qua. Với tổng cộng là 2.801 xe được bán ra trên toàn quốc. Con số này giảm so với hồi tổng số lượng xe vào cuối năm 2020, đó là 4.503 chiếc. Không có gì thay đổi, mẫu xe bán chạy nhất của VinFast vẫn là dòng xe cỡ nhỏ Fadil với 1.746 xe. Điều này giúp cho Fadil duy trì vị trí bán chạy nhất trong phân khúc A, cũng như là giành ngôi vị trí thứ ba trong bảng xếp hạng 10 xe bán chạy nhất toàn thị trường. Còn là hai mẫu xe Lux A2.0 và Lux SA 2.0 có doanh số tổng cộng lần lượt là 567 và 488 chiếc được giao trên toàn quốc. Theo tìm hiểu thực tế thì các phiên bản tiêu chuẩn đã hết hàng giao đến tay khách hàng. Hai mẫu xe này luôn nằm trong tình trạng khan hàng ở các đại lý. VinFast là một trong số các hãng xe mang đến ưu đãi 100% phí trước bạ cho khách hàng, nên luôn được khách hàng lựa chọn và săn đón. Nhiều người nói rằng ô tô Việt sẽ soái ngôi thương hiệu Toyota ở trong nước. Bằng các mẫu xe mới sắp giới thiệu, VinFast đang đặt mục tiêu chiếm đến 30% thị phần ô tô ở tại Việt Nam. Trong đó, người chơi lớn trên thị trường ô tô Việt Nam đó là Toyota hiện đang chiếm hơn 25% thị phần. Theo báo cáo mới phát hành của công ty chứng khoán Bản Việt ở tại cuộc gặp gỡ nhà đầu tư của Vingroup, thì ban lãnh đạo tập đoàn này cho biết rằng VinFast có kế hoạch triển khai sản phẩm VinBus và 4 mẫu xe máy điện mới và 3 mẫu xe ô tô thông minh. Trong đó, 2 mẫu xe ô tô điện thông minh sẽ được bán trên thị trường quốc tế trong năm 2021-2022. Và đồng thời, VinFast hiện đang phát triển chương trình xe ô tô tự lái cấp độ 3, là một tính năng quan trọng trong các mẫu xe ô tô trong tương lai. Với các mẫu xe sắp tới thì VinFast đặt kế hoạch chiếm 30% tổng thị phần trên thị trường ô tô du lịch tại Việt Nam. Theo công ty chứng khoán Bản Việt thì trong tháng 10 năm 2020 thì Toyota đang chiếm thị phần lớn nhất thị trường ô tô Việt với 24,5% thị phần. Tham vọng này của VinFast có thể sẽ thành hiện thực vì theo bà Lê Thị Thu Thủy, Phó Chủ tịch Vingroup ở tại buổi gặp gỡ cho biết, sau 18 tháng tham gia nhập thị trường ô tô thì VinFast đã đạt doanh số hơn là 41.000 xe, một điều chưa hãng nào làm được. Theo đó, các mẫu xe VinFast được ưa chuộng nhất trong phân khúc của mình. Trong thời gian VinFast có nhiều bước đi quan trọng đón bắt các xu hướng mới và từng bước tự chủ công nghệ cũng như là sản xuất tham gia sâu hơn vào ngành công nghiệp ô tô toàn cầu. Chẳng hạn, VinFast thành lập Viện Công nghệ ô tô số 2 ở tại Melbourne, là cái nôi lâu đời của ngành công nghiệp ô tô của Úc. VinFast cũng mua lại trung tâm thử nghiệm ô tô Lang Lang của Úc và sẽ tiến hành thử nghiệm các dòng xe tiếp theo của VinFast ở tại Úc. Nhiều người nói rằng liệu với thương hiệu lâu đời và đầy uy tín như Toyota thì VinFast có làm được điều đó hay không? Thì câu trả lời vẫn nằm ở trong tương lai. VinFast bất ngờ công bố 3 mẫu xe mới nhất của mình, đó là VF31 SUV cỡ vừa hạng C, VF32 SUV cỡ trung hạng D, VF33 SUV full size hạng E. Trong đó, VF32 và VF33 đều có hai phiên bản máy xăng và máy điện. Theo như VinFast cho biết thì cả 3 mẫu xe SUV đều cung cấp tính năng tự hành cấp độ 2-3. Với 30 tính năng thông minh chia làm 7 nhóm: hệ thống trợ lái thông minh, hệ thống kiểm soát làn thích ứng, hệ thống kiểm soát hành trình chủ động, hệ thống cảnh báo va chạm đa điểm, hệ thống giảm thiểu va chạm toàn diện, hệ thống đỗ xe tự động thông minh và hệ thống giám sát người lái. Trong đó, tính năng tự hành cấp độ 3 chỉ có một số ít xe trên thế giới được trang bị mà thôi. Các tính năng an toàn trên cả 3 mẫu xe SUV này cũng được đánh giá khá cao, đặc biệt ở phiên bản cao cấp nhất của 3 phiên bản VF31, VF32, VF33 sử dụng hệ thống cảm biến hiệu suất cao gồm cảm biến LiDAR, 14 camera có khả năng phát hiện vật thể cách xa đến 687 mét,
19 cảm biến 360 độ cho phép cảnh báo và xử lý ở tốc độ cao trên 100 km/h. Hơn nữa, hệ thống tự lái còn sử dụng con chip Orin X có thể xử lý đến 200GB dữ liệu trên 1 giây, cho phép điều khiển và dẫn đường nhanh gấp 8 lần các loại xe tự hành ở thời điểm hiện tại. Trên bản cao cấp nhất của 3 xe còn trang bị thêm một số tính năng tự hành cấp độ 4 như tự động thiết lập bản đồ 3 chiều duy nhất trên thị trường, cho phép tự động tìm chỗ và đỗ xe, triệu hồi xe cùng với khả năng kết nối với hệ thống giao thông và đô thị thông minh. Nói về tổng thể thì với chiều dài 4.300mm, trục cơ sở dài 2.611mm, màn hình trung tâm từ 10 cho đến 12,8 inch, hệ thống điều hành sử dụng màn lọc HEPA có màng lọc than hoạt tính, sưởi vô lăng, sưởi ghế và thông gió đối với bản cao cấp. Nói về động cơ nam châm vĩnh cửu thì công suất là 85 kW cho động cơ điện, mô men xoắn cực đại 190 N, pin dung lượng là 42 kW, quãng đường đi được sau mỗi lần sạc là 300 km. Nói về tiêu chuẩn an toàn theo Euro NCAP 5 sao bản cao cấp, Asian NCAP 4 sao đối với bản tiêu chuẩn. Đó là những thông số căn bản của dòng xe SUV điện trong phân khúc hạng C VF31. Còn nói về thông số kỹ thuật VinFast VF32 SUV cỡ trung trong phân khúc hạng D thì với tổng thể chiều dài là 4.750mm, trục cơ sở dài là 2.950mm, màn hình trung tâm là 15,4 inch, hệ thống đèn nội thất điều chỉnh đa màu, hệ thống điều hòa sử dụng màn lọc HEPA với màng lọc than hoạt tính, sưởi vô lăng, sưởi ghế và thông gió. Xe điện với hai động cơ điện nam châm vĩnh cửu, công suất là 300 kW và mô men xoắn cực đại là 640 N với bản cao cấp. Một động cơ điện nam châm vĩnh cửu công suất là 150 kW, 320 N đối với bản tiêu chuẩn. Pin dung lượng là 90 kW và hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian. Quãng đường đi được sau mỗi lần sạc đầy đó là 504 km, đạt tiêu chuẩn an toàn cao nhất Euro NCAP 5 sao. Đối với dòng xe xăng thì sử dụng động cơ cao cấp 2.0, công suất là 141 kW, 189 mã lực, mô men xoắn cực đại là 280 N. Còn nói về thông số kỹ thuật của dòng xe VinFast VF33 SUV cỡ đại trong phân khúc E, tổng thể dài là 5.120mm, trục cơ sở dài là 3.150mm, màn hình trung tâm là 15,4 inch, hệ thống đèn LED Matrix, kính trần toàn cảnh diện là 2,63 m2, chống tia UV 99% đối với bản cao cấp. Xe điện sử dụng hai động cơ điện nam châm vĩnh cửu, công suất là 150 kW, pin có dung lượng lên đến là 106 kW, quãng đường đi được sau mỗi lần sạc đầy là 550 km, tiêu chuẩn an toàn cao nhất NHTSA 5 sao, Euro NCAP 5 sao. Đối với dòng xe xăng thì sử dụng động cơ cao cấp 2.0, công suất là 170 kW với 228 mã lực và mô men xoắn cực đại là 350 N. VinFast hy vọng với 3 mẫu xe mới này có thể thống lĩnh thị trường không chỉ trong nước mà có thể vươn ra đến thị trường châu Âu. Vừa qua VinFast đã đưa ra một thông báo mới hoàn toàn gây bất ngờ cũng như là tạo sự hy vọng đến cho khách Việt, đặc biệt những người ưa chuộng với thương hiệu Việt. Ba mẫu xe VinFast được Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam cấp bằng về kiểu dáng công nghiệp mới nhất gần đây. Theo đó, cả ba mẫu xe này xin cấp sở hữu quyền kiểu dáng nhiều mẫu xe khác nhưng hiện vẫn đang trong quá trình thẩm định nội dung. Từ hình ảnh qua hồ sơ cho thấy rằng ba mẫu ô tô mới đều có thiết kế là SUV và crossover. Được biết là tác giả thiết kế kiểu dáng của cả ba mẫu xe này đó là Robert Michael Piat, một nhà thiết kế người Ý. Từ kiểu dáng có thể dễ dàng nhận ra đây là ba mẫu xe điện của VinFast mới vừa công bố cách đây không lâu, là SUV cỡ vừa là VF31 trong phân khúc C, SUV cỡ trung là VF32 phân khúc D và SUV cỡ đại VF33 là phân khúc Y. Điểm nổi bật nhất về ba mẫu xe VinFast mới đó là đều trang bị tính năng tự hành cấp độ 2 và 3,
gồm 30 tính năng thông minh chia làm 7 nhóm khác nhau. Trong khi đó thì riêng phiên bản cao cấp nhất sẽ sở hữu tính năng tự hành cấp 4 vượt trội trong trang bị của mẫu xe VF hiện đại và đa dạng như là buồng lái ảo cockpit theo triết lý lấy người dùng làm trung tâm, cảm biến LiDAR, 14 camera có khả năng phát hiện vật thể cách xa đến 687m, 19 cảm biến 360 độ cho phép cảnh báo và xử lý tốc độ cao trên 100 km/h. Theo nguồn tin cho biết thì quãng đường di chuyển mỗi lần sạc của ba mẫu xe này dao động từ 300 cho đến 500 km. Nói về an toàn thì cả ba mẫu xe SUV điện sẽ đạt tiêu chuẩn an toàn cao nhất như là NHTSA 5 sao hay là Euro NCAP 5 sao. Tuy nhiên, tham vọng của hãng xe Việt không dừng lại việc sản xuất xe phục vụ cho thị trường nội địa mà còn muốn vươn tầm quốc tế xuất khẩu xe đến thị trường nước ngoài. Theo công bố từ VinFast thì mẫu VF31 bản tiêu chuẩn sẽ mở để khách Việt đặt cọc kể từ tháng 5 2021 và dự kiến bàn giao đến tay khách hàng vào tháng 9 sau đó. Các mẫu xe còn lại là VF32, VF33 sẽ lần lượt có thời gian mở đặt cọc tương ứng là vào tháng 9 2021 và tháng 2 2022. Theo nguồn tin cho biết thì mẫu SUV VF31 chỉ có phiên bản chạy điện, trong khi mẫu VF32 và 33 đều có hai tùy chọn là động cơ xăng và động cơ điện.